Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây, Uy Xe, chuyên mua bán tất cả các dòng mô tô nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại mấy cái dòng 150 phân khối nhỏ và những con xe mới về. Đó, ví dụ như hôm nay có GRX này, về được mấy con này, GRX R này. GVX Legend 150 này, mình sẽ quay trước mấy con mình sắp quay đi. CB 190 này, này mới quay rồi. Rồi tiếp theo là Benelli 302. Con Royal này nó mới quay rồi. Royal 500 bán mất tiêu luôn, CB 1000. Nói chung là hôm nay mình sẽ quay những cái dòng 150 để cho anh em nào mà đang tham khảo qua những cái dòng 150 phân khối giá rẻ thì ok, anh em nhớ theo dõi clip này nha. Tiện thì mình sẽ quay mấy con phân khối lớn vào để cho anh em tham khảo luôn. Rồi. Ok, tiếp theo là đầu tiên đi. GRX 150 R. Đó, mập đang phá đó. 2018. Mới về. Biển 59 nha anh em. Ốc tán như mới. Đi mình nghĩ chắc tầm khoảng mấy ngàn đó. 19.000. Mọi thứ hoạt động bình thường nhá. Biển Sài Gòn, ốc tán trắng tinh. Đây. Cố gắng quay chi tiết cho anh em. GRX 150 bây giờ giá nó dễ thở lắm rồi anh em ạ. Nó có 45 triệu rưỡi thôi là anh em phải sở hữu được rồi. Ok. 45 triệu rưỡi nha anh em. Tiếp theo vào trong nhà đi. Con Royal này bữa mình quay rồi này. Mình bán 86 triệu á. Xe này nhận cọc rồi nhá. Bên này có CB 1000 đó. Bữa mình có nói là mình sẽ quay clip riêng cho anh em. Tí nữa mình sẽ quay lại ha. Bây giờ quay mấy con mới về này. Đây Ninja 400. Con này là 2018 nha anh em. Giá là bây giờ 115 triệu nha. Anh em chơi được rồi. Con này bô hơi to nha. 23 ngàn ô tô. Bô to quá. 115 triệu nha. Thôi tập trung quay mấy con mới về cho anh em đi. Đây Benelli 302R này. Con này như bữa mình cũng quay cho anh em rồi này. Ok, thì trong cái lúc đang nổ máy này thì mình đọc lại số điện thoại cho anh em nhé. Số điện thoại của mình là 0974847553. Địa chỉ gà là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Di An, Bình Dương nhá. Anh em nào ưng cái dòng nào thì alo trực tiếp qua cho mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. Rồi, giá con này là 71.500.000 nha. Đây. Rồi, tập trung quay mấy cái dòng mới về cho anh em đi. Đây, bắt đầu tới rồi nha. Những con hàng này là mới về này. GVX Legend 150. Hai đĩa ốc tán trắng tinh, máy móc này khỏi bàn nhá. Mấy con lúc đầu này là mình có quay rồi nên là mình quay nhanh, còn mấy cái con này chưa quay mới về mình quay kỹ cho anh em tí nhá. Bô zin đuôi zin hết, xe biển 92 như Quảng Nam đó anh em ạ. Cố gắng quay chi tiết cho anh em những cái bình xăng thứ này, biết đi nhiều chưa. Nha anh em, máy móc êm thì thầm mùa xuân luôn. Đó, máy là ok nha. Tất cả xe cửa hàng mình quay và tất cả xe mình quay cho anh em thì đều là máy móc zin nhá. Anh em yên tâm. Giá con này là 45.500.000, cũng dễ thở rồi. Tiếp theo. GRX R, con này giống hệt con ngoài kia luôn, cũng 2018. Con này mình cũng bán 45 triệu rưỡi luôn. Cho anh em dễ lựa nha. Màu đen.
Đó. Anh em nào ưng con nào thì alo qua cho mình nhá, mình chụp ảnh chi tiết cho anh em để anh em ở xa có thể định hình được, đỡ phải đi xa mất công. Nhiều khi anh em muốn nghe máy hay là muốn chụp ảnh chi tiết cái gì thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nhá, mình sẽ chụp cho anh em. Đây con màu xanh này cũng 45,5 triệu luôn, RXR 28, giờ dễ chờ rồi anh em ạ, trước năm mấy giờ 40 triệu là anh em đi được đấy rồi. Tiếp theo là CB 190 này, con này đi có 6,000 cây hay 7,000 cây ạ, mình đang bán là 49,500. Con này bữa mình cũng quay cho anh em rồi, quay lại cho những anh em nào chưa xem được thì xem nha. Em thì thầm một xuân luôn. Đèn đóm các thứ là ok hết nha. À, anh em ơi, mình quay trong nhà thì nhiều khi nó sẽ không được rõ và chi tiết như ở bên ngoài, có gì anh em thông cảm nhá. Thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo để mình chụp ảnh cho. À, áo đẹp không một vệt trầy luôn này, bình xăng anh em thấy chưa, máy móc thì tuyệt đối là zin nhá, anh em cứ yên tâm, biển Sài Gòn luôn. Giá là 49,500 cho em CB 190 nhá. Tiếp theo trong này này, GRX này, GRX này là 2021 đi 1,000 cây, mình đang bán là 57,5 triệu nhá. Đó, mình sẽ lướt mấy con 150 cho mấy anh em nào mà đang quan tâm cái dòng 150 nhá. CBR 150 bên mình thì nó dao động tầm khoảng 55,500 là anh em có một xe nha. Ví dụ như con mâm đỏ này này, đây. Và con đỏ đen bên trong là 58,500 nha. Rồi, tiếp theo GZ cọp đây. Có hai dòng GZ này, mình vướng cái thùng quá này, để đẩy ra sau chút. Đây có hai con lộn FZ chứ. Một con FZ 150 và một con FZ 155. Con FZ 150 này là con cọp luôn á, đi 7,000 cây nha anh em. Bữa mình có quay rồi, trong nhà hơi chật. Hai đi, hai chìa, hai khóa đầy đủ nha. 7,000 này. Ốc tán này, như mới, lốp trước sau còn theo xe đẹp cực kỳ luôn nha. Máy móc khỏi bàn, đi 7,000 cây. Bao anh em chuẩn đồng hồ nhá. Con nào tua thì mình phát hiện được mình sẽ báo, con nào chuẩn thì mình nó chuẩn nhá. Giá bây giờ cũng dễ chơi lắm anh em, FZ 150 mà đi 7,000 cây này, con này mình đang bán là 37,500 nhá. Mọi thứ là hoạt động bình thường. Còn con FZ 155 bên này 2018 mình đang bán là 48,500 này, màu xanh này, áo là bọc keo nguyên con từ đầu đến cuối luôn nhá. Rồi. Siêu phẩm. Anh em biết siêu phẩm chưa? Anh nhiều khi có rất nhiều anh em hỏi mình là Sport 150 giá dưới 30 triệu. Đây KPR 150 xe này giá dưới 30 triệu cho anh em luôn. Giờ 28 nha. Con này giờ cũng sẽ chơi rồi, đi nhiều rồi mình coi coi. 14,000. Hoạt động bình thường nha. Ok, 29,500 cho các em KPR này nha. Còn bên trong là em GRX bản S 42,500 nha. Odo của nó là 9,000. Màu đen thui luôn. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay lướt qua mấy con 150 để cho mấy anh em nào đang có nhu cầu mua cái dòng 150 thì tham khảo trước nhá. Giá cả là CBR 150 mà mẫu Thái bây giờ mình đang bán là 39 triệu, còn mà con đại bàng đầu này 39,500. Còn cái dòng giờ 15 này thì nó nhiều lắm anh em, đang nguyên hàng luôn này, màu đen màu xanh đầy đủ hết, giá dao động tầm khoảng 55 triệu nhá là có xe rồi đó. Anh em lưu ý cho mình là những cái dòng GX là 1 này, CBR là 2 này, R15 V3 này là 3 này, tất cả những dòng phổ thông 150 đó là lúc nào cũng có hàng ở nhà nhá, nên là anh em không cần phải gọi đâu, đến trực tiếp cũng được, có rất nhiều xe cho anh em lựa. Và những cái dòng 300 phân khối thì hầu như là cửa hàng đầy đủ hết nhá. Thì mình chuyên sâu vào cái dòng 300, 400 và 150 nhá, nên là anh em
ưng dòng nào thì alo trực tiếp qua số điện thoại hỏi mình. Mình nếu mà có xe mình sẽ báo giá cho anh em nhé. Thì ngoài ra phân khối lớn thì nhà mình cũng có khó khá là nhiều nhé. Ví dụ như cái dòng phổ thông là CBR150R, ACBR650R này, Ducati 821 này, hoặc là Ducati 795 này, CB500F này, Ryan Enfield 650 này, các dòng mà classic mà phân khối lớn á. Đây để quay kỹ cho anh em nha. Đó. Rồi ví dụ như bên này dòng Kawa thì có Z1 này, 223 triệu. CB1000, đây, con này là cái con hôm bữa mình nói mình quay clip riêng cho anh em này. Đây tiện cho nó vào clip luôn này. Xe 22 nhá, biển Sài Gòn. ABS trước sau, nói chung là tất cả là mọi thứ là hoạt động bình thường nhá. Để nổ máy cho anh em được cái bô Arao xịn sò luôn. Rồi ok. Thì clip là quanh quanh là quay qua qua mấy con 150 và đá mấy con phân khối lớn cho anh em tham khảo đó. Anh em mà thích mình làm những cái dòng xe gì hết thì mạnh dạn comment bên dưới nhá, hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em mọi thắc mắc về vấn đề vận chuyển sang tên, rút hồ sơ, máy móc rồi các thứ nhá. Ok. Thì clip chắc xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Tạm biệt anh em nha.